xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Shop xe đạp thể thao VIP, shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, luôn có đủ xe, đủ màu, đủ size của nhiều thương hiệu, đủ chủng loại, từ xe đạp mua, xe đạp địa hình, xe đạp touring, xe đạp nam, xe đạp nữ, xe đạp gấp, không thiếu chủng loại nào và có nhiều mức giá để bạn lựa chọn. Và shop thì nhập thêm nhiều model mới của nhiều thương hiệu mới, đa dạng về kích cỡ, đa dạng về mức giá để bạn lựa chọn. Và trong video này thì shop tiếp tục giới thiệu tới bạn sản phẩm mới, và đây là những chiếc xe đạp thể thao, xe đạp đua của hãng Penalty, model RL200. Penalty RL200, xe đạp đua khung nhôm, bộ chuyển động Shimano, có mức giá rất dễ chịu, rất hợp lý. Và với Penalty RL200 thì shop đã nhập về đủ màu, có 4 màu, đó là màu đen đỏ, màu đen xanh, màu trắng đỏ và màu xanh đen. Vâng, rất đa dạng về màu sắc để bạn lựa chọn. Và từng màu sắc tôi sẽ làm review chi tiết để bạn thích màu nào, bạn xem màu đó, bạn thích chiếc nào, bạn mua chiếc đó khi đến với shop xe đạp thể thao VIP.com. Mua xe đạp online cực kỳ đơn giản và dễ dàng, chỉ cần bạn đặt xe, nhà sẽ có người mang xe đến tận nhà cho bạn. Đến với shop mua xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, shop giới thiệu chi tiết và bán tới bạn xe đạp đua Penalty RL200. Penalty RL200 với thiết kế khung nhôm, vâng, khung nhôm sơn tĩnh điện tem nước, thiết kế khung rất khỏe khoắn, chắc chắn, dẻo dai, từ hợp kim nhôm cao cấp. Cọc yên bằng nhôm, khóa cọc yên hợp kim nhôm, sử dụng yên của hãng Penalty luôn, yên mút bọc da mềm, yên rất êm. Pô tăng tay lái bằng hợp kim nhôm và sử dụng chiếc phuộc bằng thép cứng lực cùng với cặp vành bánh với vành nhôm hai lớp cao 3 cm, nan hòa bằng thép, sử dụng cặp mai ơ bằng nhôm, trục tháo lắp nhanh bánh trước bánh sau, và đang được ráp cặp nốt CST xe rắc 700x28C 700x28C. Và xe đang được sử dụng hệ thống phanh đĩa trước sau của hãng Speed, đường kính của đĩa phanh là 160, tiêu chuẩn của xe đạp thể thao. Và sử dụng phanh đĩa này thì bóp rất chắc tay bạn nha, bóp rất chắc tay. Và xe thì có đôi tay phanh phụ, và hãng trang bị thêm đôi tay phanh phụ, rất dễ kiểm soát tốc độ khi bạn điều khiển xe, đặt tay ở vị trí trên tay lái như thế này. Còn đây là phanh chính của xe bạn nhé, tay phanh chính của xe, còn đây là tay phanh phụ. Vâng, tiếp theo bộ chuyển động đang được trang bị cho chiếc xe đạp đua Penalty RL200 này, sử dụng bộ chuyển động của hãng Shimano với tay đề số Shimano A050. Vâng, tay đề gạt bên này điều khiển 3 đĩa và tay đề gạt bên này điều khiển lít 7 tầng, tức là có 7 số ở đây bạn nhé. Gạt đĩa Shimano Touray TZ, gạt lip Shimano Touray TI 300 sử dụng nip 7 tầng và xích sử dụng xích của hãng Tech Power. Bộ đùi đĩa bằng nhôm của hãng Review, có chân đĩa rất sạch sẽ cho người sử dụng, có 3 đĩa bạn nha, 3 đĩa, cốt giữ cốt vuông và sử dụng cốt bi bạc đạn rất trơn và trớn, rất trơn và trớn luôn. Đây, số có thể quay đẩy thế này, xe này đạp rất nhẹ. Penalty xe đạp đua RL200 khung nhôm và bộ chuyển động Shimano 21 tốc độ đang có mức giá cực kỳ tốt. Bạn liên hệ trực tiếp với shop, shop trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn, báo giá chi tiết tới bạn, chương trình khuyến mại cũng như là vận chuyển cho chiếc Penalty RL200 này. Và ba màu còn lại thì shop cũng làm review, bạn thích màu nào shop gửi đường link để bạn xem chi tiết màu đó khi đến với shop xe đạp thể thao VIP.com mua xe đạp online. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP.com vào khung giờ rất quen thuộc, 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.